Chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khóa học tại unica.vn. Đầu tiên là các bạn hãy vào trình duyệt. Các bạn có thể vào bất cứ trình duyệt nào. Các bạn gõ unica.vn. Nếu các bạn thì chưa có tài khoản thì các bạn tiến hành đăng ký. Mà có tài khoản rồi các bạn đăng nhập. Đây tôi sẽ hướng dẫn trường hợp là các bạn đã có tài khoản và đã được kích hoạt khóa học. Bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống. Các bạn gõ email. Bạn tiến hành đăng nhập. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào đây á thì các bạn sẽ vào ở đây khóa học của tôi. Các bạn kích vào đây thì nó sẽ lên các cái các bạn đang học. Với điều kiện là các bạn đã kích được kích hoạt khóa học. Thì sau khi mà được kích hoạt khóa học và đăng nhập rồi thì các bạn ấn vào học tiếp. Thì ở đây thì tôi đã học đến bài 8 và mọi người có thể học bất cứ bài nào ở đây. Thì mọi người đây là tiếp tục học bài 8 chẳng hạn. Thì nếu tôi ấn vào đây thì tiếp tục học bài 8. Và trên hệ thống Unica thì họ cũng có một cái trang để hướng dẫn cho mọi người khóa học này. Đây. Và theo lời khuyên của tôi thì các bạn nên học lần lượt qua những cái chương này và vừa học các bạn vừa thực hành. Ví dụ bây giờ tôi muốn học lại từ bài 1 chẳng hạn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các kỹ năng cần thiết để làm tốt quảng cáo trên Facebook. Đầu tiên là bất cứ các bạn sử dụng công cụ quảng cáo nào như Facebook hay Google hay bất cứ công cụ nào thì việc đầu tiên và kiên quyết là các bạn phải hiểu rõ sản phẩm của mình. Các bạn phải biết sản phẩm của mình có điểm mạnh gì. Đây, trong quá trình các bạn học thì chúng ta sẽ có một cái khung chat ở đây giúp các bạn khi học các bạn có thể thảo luận. Đấy. Đây. Cái này thì khi mà các bạn chat thì chat một lần như bạn này chat nhiều lần thì tất cả câu hỏi ở đây thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và có một cách rất là nhanh nữa đó là các bạn hãy tham gia nhóm thảo luận, bởi vì cái khung chat ở đây thì các bạn không thể đăng hình ảnh được. Thì các bạn tích vào đây để tham gia nhóm thảo luận. Thì trong nhóm này thì các bạn sẽ được hỗ trợ. Tất cả câu hỏi của các bạn sẽ được hỗ trợ. Và nó sẽ có nhiều cái vấn đề thú vị nữa cho các bạn. Đây. Thì tôi sẽ update liên tục. Khi các bạn học thì các bạn có thể học bài tiếp hoặc là bài trước. Và nếu các bạn không muốn học nữa, đang học giờ mà các bạn có việc bận chẳng hạn thì các bạn có thể quay lại. Đây, các bạn ấn quay lại. Đấy. Thì mình sẽ học cái bài khác. Những cái bài học rồi thì nó sẽ lên xanh như thế này. Và các bạn nên học lần lượt bởi vì cái chương trình khóa học này đã được thiết kế để các bạn học theo lần lượt, nó sẽ tốt hơn. Chúc các bạn thành công.